Theo khảo sát riêng của thành phố Huế, năm 2002, Huế chỉ còn 150 nhà vườn nguyên vẹn trong tổng hơn 7.000 nhà vườn có trước đó. Và đến thời điểm này, số nhà nguyên vẹn chỉ còn khoảng 30 nhà. Việc chậm trễ trong bảo tồn đã khiến cho nhiều nhà vườn ở Huế bị xuống cấp nghiêm trọng hoặc rơi vào tình trạng cắt thửa để bán. Và đáng lo ngại hơn là người dân mất niềm tin vào các chính sách hỗ trợ bảo tồn của nhà nước. Hiện tại thì những thuốc cũng chưa nhận được tiền. Tôi yêu cầu cái gì họ cũng chưa đáp ứng được. Nhà nước không có hứa nhưng mà chưa giúp đỡ gì cho tôi một ao nào hết. Vì đó mấy hôm nay chó nhiều mong việc của chó mình đã về đó. Nằm ở đường Phủ Mộng, phường Kim Long, Xuân Cung Tiểu Viên là một trong số ít ngôi nhà vườn được đánh giá là vẫn còn giữ được nguyên vẹn những giá trị truyền thống đặc trưng của nhà vườn Huế. Đây là tư phủ của quan thượng thư Bộ Lễ triều đình Huế Phạm Hữu Điển, được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Trải qua hơn 100 năm tồn tại, ngôi nhà hiện đang bị xuống cấp. Năm 2014, Xuân Viên Tiểu Cung là một trong hai nhà vườn đầu tiên được Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào chương trình thí điểm bảo tồn sau khi đã được Hội đồng khảo sát và thẩm định, với kinh phí hỗ trợ là 100 triệu đồng. Bà Phạm Thị Túy, người trông coi nhà vườn này, sau đó đã xin trả lại số tiền trên. Vì ngôi nhà vào thời điểm đó, nếu tu sửa để bảo tồn, phải trên 800 triệu đồng. Mà bà thì không có tiền để làm vốn đối ứng. Lúc đấy là nói cho 8 triệu để sửa, mà sửa cũng được, mà già đi khỏi hết, mà ai sửa. Mà sửa 8 triệu mới xạo ra, tôi hòa tính tính hư ra sửa. Mà tiền ngô bảo vô và sao cũng của sửa nơi để rửa nét bớt ra mấy đường về hư mô sửa này rồi. Gần trăm triệu rồi. Cả thời gian mà làm đó. Còn đây là nhà vườn của gia đình ông Đặng Văn Thành ở số 43 đường Lương Quán, phường Thủy Biều. Đầu năm 2014, nhà vườn này cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương để Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức hỗ trợ trùng tu căn nhà cổ trong khu vườn với kinh phí được phê duyệt là 100 triệu đồng. Vì căn nhà cổ đã quá cũ nát, mỏi mọt, gia đình ông Thành cùng anh em trong dòng họ đã huy động đóng góp để kịp thời tu sửa, chống sập đổ. Nay, căn nhà đã được tu sửa xong với kinh phí trên 300 triệu đồng. Song chủ hộ vẫn chưa nhận được một phần nào kinh phí hỗ trợ từ phía Ủy ban Nhân dân thành phố Huế. Khi mà quyết định là 171 triệu, mà về chi phí này nó là hết là 71 triệu, còn đưa cho gia chúng tôi là 100 triệu mà nói về mà hiện tại thì chúng tôi cũng chưa nhận được tiền. Hôm nay thật ra là cũng còn mắc nợ rất là nhiều. Ở Thủy Biều, nhà vườn số 51 đường Thanh Nghị của gia đình ông Hồ Xuân Doanh cũng ở trong tình trạng tương tự, tức là đã được phê duyệt hỗ trợ kinh phí tu sửa, nhưng khi công trình đã được gia đình chủ động tu sửa hoàn thành, cho đến nay vẫn chưa nhận được một đồng nào từ khoản hỗ trợ của nhà nước. Có thể nói, vào năm 2006, khi Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua nghị quyết về chính sách bảo vệ nhà vườn giai đoạn 2006-2010, đã khiến nhiều người hy vọng với tin tưởng nhà nước sẽ giúp dân bảo vệ nhà vườn, cũng là bảo vệ các giá trị văn hóa của Huế. Tuy vậy, qua 7 năm triển khai, nghị quyết vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống như mong đợi. Có thể nói là chính sách bảo vệ nhà vườn đối với Kim Long là nó trải qua 10 năm, 2005 từ khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ký. Cho đến nay thì phải nói rằng là về phía địa phương cũng như người dân thì có một lúc nào đó chúng tôi chệch mạng và mệt mỏi. Bởi lẽ thì làm thì cũng không, không,
không có sự chung tay của các nhà chuyên môn, ví dụ bên du lịch ấy. Phải nói là các cái nhà chuyên môn về du lịch thì chưa giúp đỡ gì nhiều, cho nên là không có sự hướng dẫn đối với các cái nhà vườn cũng như là địa phương chúng tôi, tự bơi tự chạy là chính. Người dân cũng có lập nhiều cái dự án để là được hưởng một số cái chính sách như là cây giống, rồi làm nhà vệ sinh đối với tất cả các khu ẩm thực, hoặc là vay vốn thì phải nói rằng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Có nhiều lý do. Thì sau khi mà có nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thì các cơ quan chuyên môn ban hành cái quy định chính sách cụ thể cho chính sách bảo vệ trùng tu nhà vườn là có phân về chậm. Cùng với cái việc ban hành chậm thì các cơ quan bộ phận để thực hiện cái chính sách nhà vườn sau đó cũng đã được thành lập, nhưng mà cũng phân có phân về chậm và cũng đã nhiều lần là thay đổi về mặt nhân sự. Thứ ba nữa là cái chính sách mà được ban hành do Hội đồng tỉnh ban hành từ 2006 thì nó không phù hợp lắm so với cái tình hình thực tế, cái mức trùng tu tôn tạo không cao, cho nên là không làm cho một bộ phận là cả chủ nhà vườn là hoan nghênh, và vì vậy mà cũng không tích cực là hợp ứng tham gia. Việc triển khai chính sách của các cơ quan chức năng quá chậm, ngân sách thiếu hụt và các ràng buộc để tham gia chính sách quá chặt là một trở ngại trong việc thực hiện bảo tồn nhà vườn trong thời gian qua. Kinh phí hỗ trợ thấp, vốn đối ứng cao, không phải gia đình nào, dòng họ nào cũng có thể huy động vốn để cùng nhà nước thực hiện. Thực tế, có rất nhiều nhà vườn đã không chờ đợi được chính sách thuận lợi hơn vì nhu cầu cuộc sống trước mắt, đã bán những ngôi nhà rường cổ, xẻ lẻ diện tích vườn để bán, dù đã được đưa vào danh sách bảo tồn của chính quyền. Trường hợp nhà vườn số 46 Phủ Mộng, phường Kim Long là một điển hình. Nhà vườn này nguyên gốc có diện tích trên dưới 5.000 m². Chờ đợi sự bảo tồn của nhà nước quá lâu, vì cuộc sống khó khăn, chủ hộ đã phải cắt thửa, bán dần cho người khác. Hiện nay, không ai có thể nhận ra khu vực này trước đây là một nhà vườn mang tên Tích Thiện Viên, vốn là một trong 7 ngôi nhà nằm trong tour du lịch nhà vườn Phủ Mộng, Kim Long. Những cái nhà mà họ cắt xẻng đi họ, như ở đường nhà ông Trần á, xây cái nhà Huế Tú đó là trước khi là chỉ định làm nhà vườn, nhưng mà sau này á làm bán thêm á là không được bán thêm, nhưng mà ông bằng chui bán là cắt xẻng ra từng mảnh nhỏ nhỏ 100 hoặc 50 mét là bán lần lần, vì ông có thiếu tiền ăn á, cho nên là ông bán rất rẻ. Một tin đáng mừng là tại kỳ họp chuyên đề cuối tháng 4 năm 2015 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua đề án bảo tồn và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng. Với mục tiêu trong giai đoạn 2015-2020, tập trung hỗ trợ để bảo vệ khoảng 25-40 nhà vườn tiêu biểu nhất đang có nguy cơ bị xóa sổ. Theo đó, sẽ phân loại giá trị nhà vườn để hỗ trợ vốn thỏa đáng, từ 500-700 triệu đồng tùy theo loại nhà. Ngoài ra, đề án cũng sẽ hỗ trợ tôn tạo không gian vườn, cây trồng trong vườn, tạo điều kiện để chủ nhà vườn mượn vốn tín dụng không có lãi suất trong vòng 5 năm để tu sửa, tôn tạo nhà vườn, hỗ trợ vốn để tổ chức hoạt động kinh doanh tại nhà vườn, hỗ trợ 100% tiền thuế đất phi nông nghiệp với diện tích không quá 5.000 m², v.v. Đề án cũng đề cập đến việc hỗ trợ thiết lập và đưa các điểm tham quan du lịch nhà vườn vào các tuyến du lịch cụ thể. Đi kèm với chính sách hỗ trợ, các chủ nhà vườn đăng ký tham gia đề án cũng sẽ phải tuân thủ một số chính sách quản lý kèm theo của nhà nước. Một điều băn khoăn của người dân hiện nay đó là đề án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Song không biết cho đến khi nào mới thực thi, trong khi hệ thống các nhà vườn vẫn bị xuống cấp và có nguy cơ xóa sổ từng ngày. Phương thức hỗ trợ sẽ được thực hiện như thế nào? Liệu số tiền lớn bỏ ra có đem lại hiệu quả tương xứng? Và chủ nhà vườn có được là người quyết định việc tu sửa, tôn tạo cơ ngơi của mình hay không? Cái mong muốn mà bảo tồn á, thì ai cũng muốn là xây dựng lại cho nó tử tế,
cho nó đẹp hết. Nhưng mà không có sự yểm trợ của nhà nước thì tất nhiên là mà gia đình mà không có vốn thì họ làm được. Người dân cũng là hy vọng rằng qua 10 năm đã qua về là cái đề án mới này thì về cái suất đầu tư, ví dụ như là đối với nhà loại 1, nhà đặc biệt thì suất đầu tư có thể lên tới 700 triệu, loại 2 là 500 triệu và loại 3 là 400 triệu đồng. Thì nếu được như vậy thì chắc chắn rằng là một số ngôi nhà cổ của phường Kim Long sẽ tiếp tục được duy trì và bảo tồn. Thực tế là trong khi rất nhiều nhà vườn bị mai một, thậm chí bị xóa sổ, thì một số nhà vườn vẫn sống được nhờ sự linh hoạt và chịu khó của các ông chủ. Như nhà vườn của ông Hồ Xuân Đài ở Thủy Biều. Với việc kết hợp một số tour du lịch đón khách đến tham quan, phục vụ ẩm thực, ngâm chân và trải nghiệm làm kèo me tại nhà. Vườn nhà của ông Đài tuy không tiêu biểu như một số nhà vườn khác, nhưng nhờ biết cách bảo tồn và phát huy giá trị của căn nhà rườm hơn 100 tuổi và khu vườn hoa trái, đặc biệt là thái độ cởi mở và hợp tác của chủ nhà, đã khiến đây là một điểm đến được khách du lịch hưởng ứng nhiều năm qua. Đây quả là một nơi thật bình yên. Tôi cảm thấy thực sự thư thái. Thời tiết thật nóng và đây là một điểm lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn. Cuộc đời tôi chỉ thích vui và những cái gì của cha ông để lại mà bây giờ tôi đã nắm được và tôi giữ được và bây giờ lan rộng ra. Cái tư tưởng tôi rất thoải mái. Tôi không tính cái lợi hại mà tôi chỉ tính được cái vẻ đẹp và tự nhiên của gia đình tôi và của tâm hồn tôi là chính. Hay như khu nhà vườn của ông Hoàng Xuân Bậc ở khu Phủ Mồng, Kim Long. Ông Bậc đã bỏ ra hàng tỷ đồng để cải tạo khu vườn thành một hệ thống nhà hàng ẩm thực vườn đẹp, hợp lý để kinh doanh dịch vụ và du lịch. Khách đến đây vừa có thể tham quan nhà vườn, vừa tham gia dịch vụ ăn uống đặc trưng kiểu Huế ngay tại không gian này, đã đem lại cho gia đình ông khoản thu nhập khá ổn định. Điều đó cho thấy, nhà vườn Huế nếu được bảo tồn tốt và phát huy đúng hướng các giá trị đặc trưng của nó trong bối cảnh hiện tại, sẽ có những đóng góp đặc biệt cho sự phát triển văn hóa, du lịch và cả kinh tế cho địa phương. Điều quan trọng là phải có một hướng đi phù hợp, những chính sách mạnh mẽ và thỏa đáng để người dân tin và sẵn sàng bắt tay hợp tác với chính quyền.